Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là bảng main của Oppo F9 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM, khay chứa SIM thẻ nhớ trên điện thoại Oppo F9 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại Oppo F9. Quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẵn tất cả linh kiện trên Oppo F9 nói chung và phần khay SIM, khay chứa SIM thẻ nhớ trên Oppo F9 nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vì các bạn đã xem video về di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Oppo F9 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn vì các bạn.